Xin chào mừng các bạn đang đến với Săn Hình Rinh Quà. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả khán giả may mắn của chuyện phim Gián Điệp Mùi Hương. Trong thời gian phim phát sóng đã có 19 cặp hình xuất hiện ngẫu nhiên trong các tập phim may mắn. Có 13 vị khán giả đã gửi số lượng ảnh nhiều nhất và hợp lệ về trang fanpage Long An TV với 18 cặp hình. Xin chúc mừng các khán giả may mắn đã nhận được quà của chương trình với giá trị mỗi phần quà là 230.769 đồng. Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho những khán giả may mắn trong những bộ phim tiếp theo. Quý vị hãy đồng hành với Săn Hình Rinh Quà của truyền hình Long An để có cơ hội mang về những phần quà hấp dẫn nha.